con. Nước có nguồn bể cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đông, gốc là tiên tổ ấn sâu gió dài. Sinh ra con cháu các hàng, quê hòe thịnh vượng thọ, nhân kiếp ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim tung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn, trăm mây họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao, trăm mơ nghe ngàn xuôi dồn đi vào một sống. Vun trong công đức tụ tinh thần, văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu âm quỷ hiền xưa, ngọt nghi mà công nghi gốc cơ đồ vững sao. Ngọt nhì mà không nghi gốc cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Ngày nay nức tiếng thơm danh, và chúng ta vào cái vị trí cố định để cho cái đường nó thông thoáng, đảm bảo an ninh trật tự.
ngày nay nức nga tiếng thơm danh ơn ai vun sợi cho cành nở hoa đức giang gọi sơn ni hà cầm tu đức giang thần vũ trụ bao na ngục tiền sáng rọi lòng ta ơn ni dòng xưa mẹ công ông cha ai thành lòng ông ta ơn như dòng xưa mẹ công ông cha ai tài thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày nhờ ơn như có tổ như cây có cành nhớ ơn na bành bành tổ nhờ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể sâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai trăm năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột rối từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phù chơi miền giang tân cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc trầm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiểu cách dương quan tâu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo hương hoa đào kinh lễ dâng lên nay trời tây trúc tỏa sen chỉ xin chắc giang về miền dương gian
chúc tòa sen. Chỉ xin chắc giang về miền dương gian, thăm con cháu, thăm nhi làng xóm cũ, thăm phố phường, dòng nghề họ gần xa, nơi ăn chốn ở trong nhà. Khi thời phù hộ, khi đã mừng vui. Giấc mộng chiêm mi biết là người hiền hiện, biết thư nhang cần nguyện, tại sao có công ở tại lòng ta, công nghi mà cũng nghi khó.
nay chơi tây trúc tòa sen, chỉ xin chắc giang về miền dương gian thăm con cháu, thăm nhi làng xóm cũ, thăm phố phường dòng nghề họ gần xa, nơi ăn chốn ở trong nhà khi thời phù hộ, khi đã mừng vui. Giấc mộng chiêm mi biết người hiện hiện, biết thư nhang khấn nguyện, tại sao có công ở tại lòng ta, công nghi mà cũng nghi có, ấy là phép thân. Dục bao lần tụ tán nước bể đông nghi, với cạn ai hay có thì có tự mày mày, không ngờ thì là thế gian này cũng không. Tiền dòng cũng hết thác đi rồi, con biết chi đâu muốn đi sang, ta phải bắt cầu muốn ăn quả ngọt, bao nhau vun trồng. Quả ngọt bao nhau vun trồng, nay hóa Phật kỳ công ơn đức, tâm lòng thành lễ bạc kính dâng dài bày mấy khúc ca văn, vui xin tiên tổ lai lâm độ trì, con dãi bày mấy khúc ca văn, vui xin tiên tổ lai lâm độ trì. Vun trồng công đức tụ tinh thần, văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu, âm quỷ hiền xưa ngọt nghi mà công gốc, cơ đồ vững sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
công gốc cờ đồ vức sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Ngày nay nức tiếng thơm danh ơn ai vun sợi cho cành nở hoa. Đức Giang gọi sơn ni hà cầm tu, Đức Giang thần vũ trụ bao na lúc tiền sáng rọi lòng ta. Ơn đi dòng xưa mẹ công ông cha ai thành. Lòng ông ta ơn như dòng xưa mẹ công ông cha ai tài. Thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa. Nhớ ơn như bành tổ cao dày, nhờ ơn như có tổ như cây có cành. Nhớ ơn na bành tổ nhờ ơn có tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề sâu. Tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Trăm năm một cuộc bề dâu, tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Chim không tổ như nhà không mái, nhớ tổ tiên đi ruột rồi từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân. Hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phù chơi miền giang tân. Cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc trầm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiểu cách dương quan. Tâu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng.
dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo hương hoa đào kinh lễ dâng lên này trời tây trúc tỏa sen chỉ xin chắc ràng về miền dương gian chắc giang về miền dương gian thăm con cháu thăm nhi làng xóm cũ thăm phố phường dòng nghề họ gần xa nơi ăn chốn ở trong nhà khi thời phù hộ khi đã mừng vui mộng chiêm mi biết người hiền hiện biết thư nhang khấn nguyện tại sao có công ở tại lòng ta công nghi mà cũng nghi có ấy là phép thân dục bao lần tụ tán nước bể đông nghi với cạn ai hay có thì có tự mày may không ngờ thì là thế gian này cũng không tiền dòng cũng hết thác đi rồi con biết chi đâu muốn đi sang ta phải bắt cầu muốn ăn như quả ngọt bao nhau vun trồng quả ngọt bao nhau vun trồng nay hóa phật kỳ công ơn đức tâm lòng thành lễ bạc kính dâng dài bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lai lâm độ trì con dãi bày mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lai lâm độ trì Thank you.
cháu con trai gái mọi niên gần cùng dâu rể trẻ già cúi đầu đã tạ thiết tha ân tình. Tổ tiên xưa đã sản sinh, sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây. Cháu dựng xây xóm làng phúc hồng rồi lại dòi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông. Tiên tiên tổ phúc hồng đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên, tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân. Để cho con cháu vinh thần nối dòng, tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui, cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu, nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương. Cháu con bà Thu con nể xôi thịt cúng tổ, ba là anh chị con cháu cụ Hoành con nể cúng tổ, bốn là gia đình chú Cảm con nể bánh kẹo cúng tổ, năm là gia đình bác Trạm con nể hoa quả bánh kẹo cúng tổ, sáu là gia đình của cụ Nhã con nể và xôi gà cúng tổ, bảy là gia đình ông Chuẩn ông Thức con nể và nể mặn cúng tổ, tám là gia đình anh chị Phương Niên con nể bánh kẹo cúng tổ, chín là đoàn tế dâu họ con nể mặn cúng tổ, mười là đoàn tế bà cô cháu gái con nể cúng tổ, 11 gia đình con cháu ông Đang con nể hoa quả vàng tiền cúng tổ, 12 là gia đình ông Huấn con nể hoa quả vàng hiền cúng tổ, 13 toàn bộ bà cô cháu gái Triều Thịnh
con nễ hoa quả và tiền vàng cúng tổ 14 toàn bộ xuất đinh chi triều thinh, con nễ hoa quả nước ngọt và có nễ cúng tổ 15 là gia đình ông Hà cụ Huấn có nễ và nễ mặn cúng tổ 16 gia đình bác Anh có nễ mặn cúng tổ 17 mẹ con chị Yên chuyên nễ chi một có nễ vàng kẹo cúng tổ 18 anh chị em con cháu nội ngoại gia đình ông Thức có nễ hoa quả cúng tổ. Vào giờ hiện nay là thêm là gia đình của bà Hội ở Hải Hậu chị một xin lỗi chị hai có nễ cúng tổ. Xin trân trọng cảm ơn các quý đại biểu và xin mời ba cụ đời thứ 9 của dòng tộc là ba cụ là cao hiện nay là chức cao vọng trọng nhất của dòng tộc, xin mời các cụ vào tổ đường để thắp hương trên tổ. Thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn ba cụ, chúc ba cụ mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc và xin trân trọng kính mời ba cụ an tọa mời nước và tất cả thay mặt cho ban tổ chức xin được kính trọng kính mời các quý vị đại biểu tất cả các quý vị các cụ có ông có bà trai dâu gái rể con cháu nội ngoại dòng họ uống nước và xin phép chúng tôi được làm việc. Kính cáo trước các đấng tổ tiên, liệt tổ, liệt tông, các vị tổ cô, quan mãnh. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa dòng tộc. Trong không khí của mùa xuân, trăm hoa đua nở, mừng đảng, mừng xuân. Tạm biệt năm cũ Quý Mão, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024. Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2024, tức ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Nguyễn tộc chúng ta long trọng tổ chức lễ hội khao xuân, rước văn tế tổ, nhân chính kỵ, thái tổ khảo ngày 21 tháng 2 năm 2024, tức ngày 12 tháng Giêng hàng năm. Con cháu xa gần dâng lên tiên tổ hương đăng tiểu quả lễ phẩm lòng thành. Trước hết cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức lễ hội xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng các bậc cao niên trai dâu gái rể con cháu nội ngoại dòng họ luôn được mạnh khỏe gia đình hạnh phúc thành đạt, chúc cho buổi lễ rước văn khao xuân tế tổ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa dòng tộc, chiêng trống Nguyễn tộc đã ngân, đất trời quất năm bút ngàn linh khí, sông suối có nguồn, người ta ai cũng có tổ tông, có đấng sinh thành nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Non cao bề thẳm người người, hai chữ triệu bồi, đông qua xuân đến, bồi hồi nhớ về nguồn cội, tổ tiên ta cùng trăm họ hợp cư, nập ấp từ mảnh đất bồi, nơi cửa biển nạn môn. Vào thời hậu Lê, cụ tổ của chúng ta phục vụ trong triều đình, được sắc phong lục phẩm. Đất nước năm nguy, phương Bắc giặc tràn vào gây hấn, trong nước Trịnh Nguyễn phân tranh, Nguyễn Bình giấy binh khởi nghĩa, Nguyễn Huệ giấy binh khởi nghĩa. Để tránh
Minh Đao, cụ tổ của chúng ta đã đi tu bán thế, bảo toàn gia đình và duy trì dòng họ. Tu thành chánh quả, cụ tổ khảo thành Bồ Đà Sơn hiệu Tây Bồ Tát. Cụ tu tỷ thành Đạo Đức Ân hiệu Tây Bồ Tát. Với nguyên khí cao thượng, lại có công với triều đình và tâm hướng Phật, nên cụ tổ của chúng ta được triều đình và nhân dân kính trọng như đấng quân vương, được con cháu tôn thờ thành Thái Tổ Khảo và được tạc tượng để thờ. Thủy tổ của họ ta là cụ Nguyễn Quý Công tự Phúc Quảng, con thứ hai của Thái Tổ, có tầm nhìn sâu rộng, phát huy nghĩa khí mẹ cha gần 300 năm trước. Vào năm Ất Hợi, năm 1755, đã từ Thái Bình theo hướng Nam vượt sông Hồng qua ba Nạn Môn đến mảnh đất Bồi Quất Năm bên Nạn Môn Biển, mưu sinh cuộc sống xây nên Nguyễn tộc bây giờ và để lại hai cành và 14 đời hậu duệ. Cây quế hòe nở cành xanh ngọn, đời nối đời, con cháu hiển vinh. Lịch sử thăng trầm biến thiên của tạo hóa, sẵn có tâm hướng Phật trong mình, được tổ tiên dẫn đường phù hộ vuốt ve che chở, con cháu luôn tránh được đạn bom, vượt lên gian khổ, xây nên cơ chỉ rạng ngỡ mai sau, quyết chí làm giàu, công thành danh toại. Ở trong quân ngũ có cán bộ cấp cao học vấn uyên bác, đạt bằng tiến sĩ, người làm ngành y nối dòng thầy thuốc, có tâm, có đức, tiếng đẹp để đời, dạy học sáng ngời cho đời kết trái. Uống nước nhớ nguồn Mậu Tý năm 2007, xin lỗi 2008, khánh thành từ đường lần 3 tái tạo, xây dựng khuôn viên tổ đường và đã được khang trang. Lần 4, năm ngoái, năm 2023, sơn sửa lại tổ đường đàng hoàng hơn, sạch đẹp hơn, mỗi tháng đôi tuần, mỗi năm một tiết. Nhân ngày chính kỵ, các đấng tiên nhân quy tụ họ hàng nhớ về nguồn cội, xây đắp cơ duyên rạng danh tiên tổ. Hôm nay trong tiết đầu xuân mới, con cháu xa gần mọi miền đất nước về tổ chức lễ hội rước văn khao xuân tế tổ, để được chiêm ngưỡng và hoài niệm nơi đất tổ khi xưa tạo nghiệp, nơi cội nguồn có dòng họ Nguyễn tộc đã thành cơ chỉ rạng ngời, con cháu lòng thành cầu đời đời bền vững. Tổ tông công đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại xương. Kính thưa các quý vị, kính thưa dòng tộc, quê hương hai tiếng thật diệu kỳ, tổ đường nơi ấy thật linh thiêng, nơi để chúng ta hướng về để hội tụ, bởi có đi đâu xa vẫn là nơi chôn rau, vẫn là một cõi đi về trong tâm thức của một đời người. Trong buổi lễ long trọng trang nghiêm đầy tình nghĩa này, một lần nữa cho phép tôi được chân thành biết ơn và đón nhận những tình cảm quý giá, quý đại biểu, quý khách đã dành cho bổn tộc chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui mừng, phấn khởi và xúc động hôm nay có rất đông đủ các cụ, các ông, các bà, các chú, các bác, anh chị em, râu rể, con cháu nội ngoại từ mọi miền đất nước đã về dự lễ rước văn khao xuân tế tổ, làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng và trang nghiêm, thấm đượm nghĩa tình của dòng tộc để cùng nhau kính cẩn dâng lên tiên tổ, nén hương thơm tưởng nhớ và biết ơn tri ân tiên tổ sinh ra và nuôi dưỡng dòng tộc. Họ tộc chúng ta nguyện cầu cho tiên tổ
nơi Cửu Tuyền luôn được thanh thản. Hằng mong tiên tổ chứng chi cho tấm lòng thành kính của con cháu Nguyễn tộc. Cầu nguyện tiên tổ phù trì cho con cháu dòng họ Nguyễn được hồng ân phúc ấm, độ trì cho con cháu được cát tường như ý. Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, chúc toàn toàn thể dòng tộc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Với lời cảm ơn chân thành nhất, chúc cho tất cả các cụ, các ông, các bác, các chú, anh em, dâu rể nội ngoại gần xa mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết thân ái. Chúc cho sự đoàn tụ của đại gia tộc chúng ta thật hạnh phúc, nguyên mãn. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu, kính mời cụ Nguyễn Văn Quyết trường họ nên phát biểu khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính cáo anh linh tiên tổ, kính thưa các vị khách quý bậc cao niên kỳ lão, các đoàn hội, các chú các thím, trai râu gái rể, trong không khí tưng bừng của đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt cho dòng tộc, năm mới xin gửi tới quý khách, râu bậc cao niên, các đoàn lễ hội, ban hành tế nam, râu họ, gái họ, các chú các thím, trai râu gái rể có mặt tại sân từ đường nói chung và đang sống trên mọi miền đất nước, kể cả nước ngoài, và các gia đình cận khu từ đường. Lời chúc sức khỏe năm Giáp Thìn, già vui khỏe, trẻ bình an, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Cây có gốc, nước có nguồn, nhờ có gốc bền rễ sâu cây mới nảy chồi xanh lá, nhờ mấy nguồn nước trong mát dạt dào sông suối mới không bao giờ vơi cạn. Phải có tổ tông ông bà mới có cha mẹ, rồi mới đến con cháu hôm nay. Vậy chúng ta phải ghi nhớ từ ngàn xưa, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn, thấm nhuần đạo lý của dân tộc ta. Các thế hệ con cháu ta luôn hướng về cội nguồn, hướng về nơi quê cha đất tổ, gắn bó với cội nguồn của dòng tộc và lấy việc tôn kính tổ tiên làm quý trọng. Kính thưa toàn thể các vị khách quý và con cháu trong dòng tộc, thay mặt cho dòng tộc tôi xin vãn tắt về nguồn gốc cụ Thái Tổ của dòng họ Nguyễn tộc hôm nay. Cụ Thái Tổ Khảo Nguyễn Quý Công Đạo Đức Phúc sinh vào năm nào không rõ, chỉ được truyền rằng cụ và cụ bà thuở đầu sống ở Hà Đông, nay là Hà Nội. Cuộc đời của Thái Tổ rất gian nan, nhưng sáng người về ý chí và phẩm hạnh. Lúc bấy giờ vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, Nguyễn Ánh cùng quân Cây Sơn chiến tranh khốc liệt, sau đó là những cuộc chinh phạt của quân phiến loạn ở biên giới của Gia Long. Do tình thế bức bách, đất nước cam go, dân tình khổ ải, Thái Tổ của họ Nguyễn sau khi sinh được ba người con trai, tức ba vị thủy tổ của họ Nguyễn chúng ta, mặc dầu được triều đình phong tước, nhưng Thái Tổ Khảo cùng Thái Tổ Thị sống ẩn dật để mưu toàn, dạy con khôn lớn lễ trưởng thành. Đó chính là Thái Tổ họ ta xuất giá đi tu bán thế, và nhờ có ý chí quyết tâm cao nên đã thu thành đắc đạo và được triều đình phong tước vị Thái Tổ Khảo là Đạo Đức Phúc Bồ Đà Sơn hiệu Tây Bồ Tát, Thái Tổ Tỷ là Đạo Đức Ân hiệu Tây Bồ Tát. Và khi mất được tạc tượng thờ mãi mãi, và từ đó dòng họ Nguyễn ta mới được gọi là Thái Tổ và được thờ tượng Thái Tổ Khảo nơi chính cung trên cao nhất. Nhờ có tước phong đó mà các nho sĩ đã tặng hai dòng câu đối là Bán Thế An Tăng Ri Tượng Cổ, Rư Cương Trường Rụ Hậu Nhân Ba. Đến ngày nay dòng họ ta vẫn còn treo và lưu truyền hai dòng câu đối
bên tượng Thái Tổ. Tuy chưa biết Thái Tổ họ ta tu ở đâu, thì biết rằng sau khi sinh được ba người con trưởng thành, Thái Tổ để lại người con út trên đất xưa sinh sống Hà Đông, rồi đưa hai con trưởng và con thứ xuống Thái Bình lập nghiệp. Rồi sau đó Thái Tổ mất ở Thái Bình. Mộ của Thái Bình, mộ của Thái Tổ an táng tại chùa An Tứ, Tiền Hải, Thái Bình. Thái Tổ khảo mất ngày 12 tháng 1, không rõ năm mất. Dòng họ ta lấy ngày đó tổ chức khao xuân chính kỵ. Ngày mất của Thái Tổ Tỷ là 28 tháng 12. Dòng họ ta lấy ngày đó sắm sửa lễ Tết Niên để đón năm mới. Cụ Thủy Tổ của dòng họ Nguyễn Quốc Lâm chúng ta là cụ Thủy Tổ Khảo Nguyễn Quý Công từ Phúc Quảng. Cụ là người con thứ hai của Thái Tổ, là người dìu dắt toàn bộ dòng họ Nguyễn Quốc Lâm chúng ta. Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi 1802 năm Nhâm Tuất, để niên hiệu thành Gia Long, đổi niên hiệu thành Gia Long, để lại cánh quân đi dẹp giặc ở biên Thùy và xây dựng đất nước, quyết định cho dân Bắc Hà đắp đê trị thủy, khai khẩn đất hoang, phát triển canh nông. Nhờ có chính sách đó của Gia Long, năm Ất Hợi 1815, Thủy Tổ họ ta là người con thứ hai của Thái Tổ, đưa con mình từ Thái Bình sang hướng Nam giao thủy đến mảnh đất Cồn Mũi, Quất Lâm bên sông Hà Lạn để mưu sinh lập nghiệp. Đó chính là dòng câu đối trong từ đường Tiên Tổ ri mưu năm Ất Hợi và để lại một dòng con cháu họ Nguyễn hạ chính Quất Lâm ngày nay. Từ đời Thái Tổ đã gần 300 năm và đã có 13 đời con cháu của Thái Tổ kế nghiệp. Với bao thăng trầm biến thiên của lịch sử, tiền nhân của ông cha ta đã đưa dòng họ ta không ngừng phát triển. Ngày nay con cháu ta sống khắp trên mọi miền đất nước, kể cả nước ngoài, đã được thừa hưởng ân đức tổ tiên, những di sản truyền thống quý báu và những lời tiên chỉ sáng người mà tổ tiên để lại. Trên khắp mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học, con cháu dòng họ Nguyễn ta càng làm ăn phát đạt, thịnh vượng, bao nhiêu càng nhớ về cội nguồn tiên tổ, muốn được dâng lên niệt tổ niệt tông những nhắn hương thơm với lễ bạc tâm thành, cầu xin cho quốc thái dân an, gia đình con cháu ấm no hạnh phúc. Đó là nhờ hồng phúc của tổ tiên để lại. Bởi lẽ công đức tổ tiên nghìn năm thịnh, hiếu hiền con cháu vạn đời vinh. Hôm nay ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn, họ Nguyễn tộc tổ chức rước băng Thái Tổ từ nhà cháu Hồng Nhài, hậu duệ đời thứ 12 thuộc tổ dân phố Nông Khang, về sân từ đường Nguyễn tộc tổ dân phố Hạ Chính. Được sự giúp đỡ của các đoàn hội, buổi rước văn của dòng họ Nguyễn tộc vô cùng trang nghiêm và trịnh trọng. Để cho phần nghi lễ của dòng họ từ chiều nay đến hết ngày mai 12 tháng Giêng, ngày chính kỵ của Thái Tổ, tôi tuyên bố khai mạc phần nghi lễ của dòng họ Nguyễn tộc kể từ giờ phút này. Xin cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được cảm ơn cụ trưởng họ phát biểu khai mạc lễ hội. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được cảm ơn cụ, chúc cụ và gia đình luôn được mạnh khỏe, và đặc biệt là cụ phải sống vui, sống khỏe cùng với con cháu. Một lần nữa, xin được cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa dòng tộc, để có sự thành công của buổi lễ rước văn tế tổ hôm nay, chúng ta cũng có rất nhiều các đoàn hội đã về giúp đỡ cho Nguyễn tộc chúng ta trong buổi tổ chức lễ rước văn khao xuân tế tổ hôm nay. Và đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn rồng của tổ dân phố Tân Thượng do ông bà Luân Mận chi một tiến cung. Xin trân trọng kính mời các quý vị về trước tổ đường để biểu diễn chào mừng. Các
thưa toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa dòng tộc Năm Thìn và một cái đoàn múa rồng rất có ý nghĩa. Một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên tổ rồng của tổ dân phố Tân Thượng. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chúc tất cả các quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc năm Giáp Thìn 2024. À, xin đề nghị cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các quý vị. Xin mời tất cả đoàn về phòng khách mời nước để họ chúng tôi được đón tiếp. Tiếp theo chương trình, xin mời đoàn chống hội chùa chúng ta sẽ chuẩn bị, và đoàn chống hội chùa Phúc Lâm do là cháu Chuyên, cháu Thịnh Ánh, con Bắc Viên tiến cúng. Xin trân trọng kính mời các vị về trước tổ đường để chúng ta đánh một bài biểu diễn chào mừng. Xin trân trọng kính mời các đại biểu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể quan viên trong dòng họ kính mến, lời đầu tiên cho phép câu lạc bộ chống hội quê hương chùa Phúc Lâm xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quan viên trong dòng họ lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa dòng họ, cứ mỗi độ xuân về, mỗi người trong chúng ta ai nấy đều hướng tâm về nhà thờ Tiên Tổ với bao tâm tư muốn bày tỏ, xin Tiên Tổ ban phúc, ban tài, phù hộ độ trì cho mọi người, mọi nhà luôn được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, gia đình được hưng long thịnh vượng. Hôm nay, câu lạc bộ chống hội quê hương chùa Phúc Lâm nhận lời mời của dòng họ với đạo cụ trống, nhạc cụ gõ mang âm hưởng dân gian, góp phần làm cho dòng họ ngày càng phồn vinh, quê hương ta giàu đẹp, cho tình người thêm đậm, cho lòng người thêm say, tất cả như hòa quyện, như đan dệt vào nhau, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc. Với tiết mục chống hội quê hương được thể hiện tài năng của các thành viên trong câu lạc bộ, chủ nhiệm câu lạc bộ và dàn dựng chương trình bà Nguyễn Thị Lan. Kính thưa quý vị, lễ hội trống âm vang hào khí Việt là chương trình hội tụ tinh hoa nghệ thuật của âm nhạc qua những màn biểu diễn trống, nhạc cụ gõ mang âm hưởng hào hùng của truyền thống dân tộc. Tiếng trống đồng thủa Hùng Vương dựng nước, tiếng trống trận hào hùng Tây Sơn dựng nghiệp, hay âm thanh dân dã tiếng trống chèo thắm đượm tình yêu quê hương đất nước từ bao đời nay. Lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước, lớp lớp cháu con tiếp bước cha anh, xứng danh dòng máu Lạc Hồng, Bắc Nam một dải non sông vẹn toàn, nối tiếp cha anh bước hồn dân tộc, Tiên Tổ anh linh như tỏa ánh hào quang, tiếng trống oai hùng như sông núi hiên ngang, như náo nức thúc giục ta ngày hội, dòng họ oai hùng đang vọng mãi ngàn hoa. Nào hỡi các chị em ơi, sông núi nước Nam vua Nam ở, danh danh định phận ở sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tới bời. Nào hỡi các chị em ơi, hãy nổi trống lên. We'll be right back.
Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Trần Lê ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Vâng, thay mặt cho ban tổ chức lễ hội của dòng họ xin được cảm ơn các đại biểu của đoàn chống hội chuộc Phúc Lâm, Quất Lâm xin về cùng giúp đỡ cho họ chúng tôi tổ chức lễ rước văn khao xuân tế tổ, đồng thời về biểu diễn chào mừng trong cái buổi khai mạc chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các đại biểu, xin trân trọng kính mời các đại biểu về phòng khách để anh em con cháu họ tộc chúng tôi được đón tiếp. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu đoàn kèn đồng của xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu về để phục vụ rước văn khao xuân tế tổ cho họ chúng ta, do anh chị Hùng Nhài chi một tiến cúng. Xin trân trọng kính mời các đại biểu về trước tổ đường để biểu diễn chào mừng. Và hôm nay là camera chụp ảnh hôm nay thì xin đề nghị là phải nên hình rất đẹp và chúng ta phất lên mạng. Và cái chương trình này là do cháu Chuân Lụa Chi Một tiến cúng. Kính bái anh linh tiên tổ họ Nguyễn đại tộc. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách gần xa, hôm nay trong ngày đại lễ nước hội khao xuân để tri ân các bậc tiên tổ, chị em chúng con trong hội nhạc nữ giáo họ Giáp Nội thuộc xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, chúng con lất vinh dự trở về đây để lước kiệu chiêm bái tiên tổ. Nơi đầu, chúng con xin gửi tới họ Nguyễn đại tộc, các bậc cao niên và toàn thể quý khách xa gần lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Giờ đây, chúng con xin thắp nén hương trầm, tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiên tổ. Kính dâng Bồ Tát Quan Âm, hương trầm nghi ngút lòng thành con dâng. Nguyện cầu Đức Phật từ bi cứu khổ, cứu nạn cho họ Nguyễn đại tộc chúng con được dạng người. Mời một vị đại diện cho tất cả chị em trong hội nên thắp hương trầm để chiêm bái tiên tổ. Xin trân trọng kính mời. Không có. Tòa sen vàng con quy lạy Bồ Tát Quan Âm, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bên bờ đời. Quan Âm Bồ Tát thiên viên thông, 12 huyền lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ cực từ bi độ đời. Chiêm bái tiên tổ của hội chúng con đến đây đã xong. Cảm ơn ban tổ chức và họ Nguyễn đại tộc đã dành cho chúng con một giờ chiêm bái tiên tổ rất long trọng.
Một lần nữa, chúng con xin chúc họ Nguyễn đại tộc một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, xin được chân thành cảm ơn các nhạc công của đoàn kèn đồng xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu đã về giúp cho họ tộc chúng tôi trong buổi lễ rước văn khao xuân tế tổ. Xin mời các đại biểu về phòng khách mời nước để anh em con cháu họ tộc chúng tôi được đón tiếp. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa dòng tộc, rất thiếu sót nếu không có lời ca tiếng hát về để phục vụ cho cái buổi lễ rước văn khao xuân tế tổ năm nay của chúng ta. Và thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, xin được trân trọng và kính mời đoàn chèo tỉnh Nam Định về để hát chào mừng, và tối hôm nay tiếp tục làm những cái giã đồng thật sinh động để chào mừng họ tộc chúng ta. Kính thưa anh linh tiên tổ họ Nguyễn đại tộc, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bậc cha chú, các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các thím, các cô, anh chị em, con cháu nội ngoại Nguyễn đại tộc, được sự nhất trí của hội đồng đại tộc, thay mặt cho anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ, xin được trân trọng gửi tới đoàn chèo Nam Định này là do cháu Đạt, tổ họ Nguyễn đại tộc bác chuẩn chi bộ với lòng cung tri ân. Và kính chúc tất cả quý vị đại biểu khách quý cùng anh chị em con cháu họ Nguyễn đại tộc một năm mới an khang thịnh vượng, nhờ hồng phúc của tiên tổ sẽ cùng thành công nối tiếp thành công. Và ngay bây giờ trân trọng kính mời sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con cô bác và anh chị em của con cháu nội ngoại Nguyễn đại tộc chúng ta sẽ cùng đến với lời ca tiếng hát để dâng lên anh linh Nguyễn dòng họ Nguyễn đại tộc, cũng như là kính gửi tới quý vị đại biểu khách quý, các anh chị em cùng toàn thể con cháu của dòng họ Nguyễn đại tộc những lời kính chúc sức khỏe, chúc vạn sự an, thành công nối tiếp thành công trong năm mới năm 2024. Và bây giờ trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với giọng ca của nghệ sĩ Thanh Tùng qua màn hát văn Chầu Tổ. Trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Cây có gốc nở cành xanh, ngọn đường có nguồn, bè cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đâu ý à. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ý. Ơn sâu rõ ràng sinh ra con cháu các hàng ý. Trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành, con dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên ý. Chim tung cánh đương nhờ có tổ cận trần hoàng, trăm
họ gian lao như tô bách điệu quý xào trăm khe ngàn suối dồn vào bột sông ý à. Nhớ câu bách điệu quy xào trăm khe ngàn suối dồn vào cột sông ơn tổ tông đời đời công đức tụ tinh thần văng văng ngàn thu nhớ câu ẩm thủy viên xưa không gốc cơ đồ vững sao ơn tổ tông đời đời hương khói dòng họ Nguyễn ta dòng dòi trăm oanh ngày nay nước tiếng thường dành ý à. Rời cho cành nở hoa bức sáng rọi sơn hà cật tu bức sáng cùng vũ trụ bao la nhớ buồn sáng rọi lòng ta ý. Lòng thành ơn nhớ trước sau điệu mà tôn kính đưa âm bầu thiên dòng họ nguyên đời đời nối tiếp chữ thánh hiền chọn đạo tốt nên anh em cùng tổ sinh ra coi nhau như thể một nhà đầy mới vui ý. Muốn sang ta phải bắt đầu muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng nay hoa phật thì công ơn đức tấm lòng thành lễ phật kính dân xin giải bày mấy cũng ca văn à. Bầy mây cũng ca văn nguyện xin tiên tổ đại linh đô trì tổ tiên nguồn gốc từ đây ý à. Chúng con nguyện tâm lòng thành nguyện xin tiên tổ đô trừ chiến đồ cho con cháu khang định ý à. Đồ cho con cháu khang định đồ cho con cháu khắp
biển gần xa, tài ương hạ anh đều qua, cùng đàn con hát lời ca con thấu tình, đổi ơn tiên tổ anh linh. Tiên tổ anh linh bản hát văn chầu tổ vừa qua của nghệ sĩ Thanh Tùng như một lời cầu kính mong tiên tổ ban phù cho con cháu trong dòng Nguyễn tộc năm Giáp Thìn năm 2024 được sáng mắt sáng lòng và sự bình an. Cúi xin tiên tổ ban phù cho dòng tộc Xuân Đa Cát Khánh, Hạ Hảo Bình An, Thù Tống Tam Mai, Đông Nghinh Bách Phúc. Chính bởi lẽ đó mà giờ phút này đây, trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ giọng ca của những cô gái hết sức xinh đẹp đến từ đoàn chèo Nam Định qua bài hát Ba Quan Mời Chầu. Trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Chầu, cơm ăn
truyền thống xưa và nay của các tầng lớp con cháu dòng họ Nguyễn nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung. Điều đó thực sự có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện lòng thành kính biết ơn và tôn trọng các bậc tiền bối có công ơn sâu nặng đối với dòng tộc, đặc biệt là vị thủy tổ của dòng họ. Và cũng nhân dịp này, tất cả anh chị em con cháu của dòng họ Nguyễn tộc chúng ta trên mọi miền của Tổ quốc đã và đang cùng nhau hội tụ tại đây để dâng nén hương thơm, kính dâng lên tiên tổ. Xin gia tiên ban phước lành cho tất cả chúng ta luôn bình an, gặp nhiều may mắn và thành công. Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại giọng ca của nghệ sĩ Thanh Tùng và Thanh Mai qua bài hát chèo Về Quê. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Và tiếng gà dâm gian thấy gian, phía chân trời bản làng sông, xa quê tháng dòng năm dài, trong mơ vẫn vọng tiếng ai gọi mình. Hàng tre xanh ngắt đường con đi đò, đường về lòng người xa xứ riêng nương sắc đi sâu thẳm hồn quê. Hôm nay con về
hương là gì hả mẹ? Mà sao cô dạy phải yêu? Quê hương là gì hả mẹ? Mà sao đi xa lại nhớ nhiều? Quê hương hai tiếng thân thương, hai tiếng luôn luôn ngự trị trong tâm hồn của mỗi con người dân đất Việt, và đặc biệt là trong tất cả con cháu dòng họ Nguyễn của chúng ta. Chính bởi lẽ đó mà mỗi khi Tết đến xuân về, nhân dịp đầu xuân, thì con cháu anh chị em của dòng họ Nguyễn chúng ta lại hội tụ về quê hương, hội tụ về đất tổ để cùng nhau đoàn tụ, để cùng nhau ăn với nhau một bữa cơm đoàn viên, cùng nhau nói cười, cùng nhau sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống của mình. Và tiếp nối ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con cô bác, chúng ta cùng gặp gỡ giọng ca của nữ nghệ sĩ Hà Linh qua bài hát văn Nam Định quê tôi. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Đến với lễ hội rước văn khao xuân tế tổ. Và trên hết, chúng ta hy vọng thật nhiều vào tương lai tốt đẹp đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Cầu tiên tổ anh minh phù hộ cho con cháu Nguyễn tộc trên khắp năm châu, khắp mọi miền mạnh khỏe, vạn sự an, may mắn, thành công nối tiếp thành công. Và để tiếp nối ngay sau đây, trân trọng kính mời tất cả quý vị và bà con cô bác, chúng ta cùng gặp gỡ lại giọng ca của nghệ sĩ Hồng Năm qua bài hát Chèo mùa xuân tình mẹ. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Mẹ ơi, xuân đã về trên quê ta rực rỡ, hoa đào hoa mai quê sắc thắm hồng tươi, trẻ khoe áo mới tiếu tít tiếng cười, hương nếp dẻo thơm quyện trong nắng mới, tình mẹ tình quê tình xuân phơi phới, khúc hát quê mình sưởi ấm trái tim con. Từ
Và con cô bác thân mến, và giờ phút này đây thì trong khoảnh khắc vừa qua chúng ta cũng đã vừa đến với những lời ca tiếng hát, những giai điệu quê hương để kính dâng lên anh linh tiên tổ dòng tộc họ Nguyễn chúng ta, và đặc biệt là kính dâng lên tất cả quý vị đại biểu khách quý đã và đang cùng nhau hiện diện tại đây. Và chương trình văn nghệ sẽ được tiếp diễn trong ít phút giây nữa. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thay mặt cho ban tổ chức lễ hội Nguyễn tộc, xin được chân thành cảm ơn các nghệ sĩ của đoàn chèo Nam Định đã về giúp cho họ chúng tôi về rước văn khao xuân tế tổ và biểu diễn những cái giọng hát chào mừng. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn